Cần bán nhà liền kề xây mới 4 tầng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đấy, như chúng ta có thể thấy là cái vị trí đường ngõ ở trước nhà là rộng 3,5 mét, là ô tô là có thể là đỗ ở trước cửa nhà, và cách đường chính hai ô tô tránh nhau là 15 mét. Ngôi nhà là có diện tích là 33 mét vuông. Đấy, có bề ngang là rộng 3,25 mét và chiều sâu là 10,5 mét. Đây là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Mọi người có thể thấy là toàn bộ ngôi nhà này đều đã được hoàn thiện xong để chúng ta là có thể chuyển đồ về và ở luôn. Đây là mặt tiền được ốp đá và sử dụng là cửa cuốn. Đây là ở phía bên trong của ngôi nhà đây. Đây là bên trong của tầng 1. Thì tầng 1 là sẽ được thiết kế là bao gồm là có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Tôi đang đứng từ phía bên trong để chiếu ra để cho mọi người có thể thấy. Đấy, diện tích 33 mét vuông, rất là rộng, rất là thoáng, nằm ở trong khu vực đông dân cư. Toàn bộ cái hệ thống vật liệu để sử dụng hoàn thiện ngôi nhà là vật liệu cao cấp, sử dụng là gạch lát nền, là gạch granite 80-80 loại 1. Sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led cao cấp. Hệ thống sơn tường là sử dụng là sơn dô tôn được bảng rất là kỹ. Đây là khu vực bếp. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ sồi Nga. Hệ thống mặt bếp và cổ bếp là đều được ốp đá granite hết. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng chất liệu inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Trong đây là khu vực nhà vệ sinh. Đấy, chúng ta có cửa thông cửa nhà vệ sinh đây. Đó chính là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Ở phía bên trong đấy, sử dụng là bồn cầu liền khối, hàng nhập khẩu. Và đây là hệ thống lavabo, gương và hệ thống phụ kiện. Tiếp theo đây là tôi giới thiệu khu vực tầng 2 cho mọi người có thể thấy được. Thì đây là cái hệ thống tay vịn cầu thang đây. Mọi người có thể thấy là tay vịn là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi cao cấp. Hệ thống mặt bậc và cổ bậc cầu thang là được ốp bằng đá granite màu đen trắng, rất là đẹp và nổi bật. Ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Đấy, phòng ngủ rất là rộng. Có cửa mở ra ban công ở phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Đây, cửa lùa. Hệ thống trần thạch cao kết hợp với lại đèn led đã hoàn thiện, đảm bảo cho ngôi nhà luôn luôn đầy đủ ánh sáng. Đây, chúng ta có thể là nhìn kỹ chi tiết đây. Cái diện tích của ngôi nhà rất là rộng, rất là thoáng. Đây là cửa thông phòng đây. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi, cửa rất là to, rất là cao. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Đây, mọi người có thể thấy đây, đấy, khu vực nhà vệ sinh là sử dụng là toàn bộ đều là hàng nhập khẩu cao cấp hết. Hệ thống sen cây. Đó, hệ thống sen cây, hệ thống bồn cầu nhập khẩu liền khối. Và đây là cái khu vực lavabo, chậu đá, gương. Thế trong đây thì chúng ta sẽ có luôn là một cái hệ thống quạt hút mùi và cũng sử dụng luôn hệ thống điện là đèn led luôn. Cửa thông phòng là dùng là cửa nhôm kính. Sau đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Đấy, thì thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là chúng tôi là sẽ thiết kế là tương tự như nhau. Chúng ta là sẽ bao gồm là một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây, chúng ta có thể là nhìn qua cái chi tiết của toàn bộ tổng quan tầng 3 đây. Thì là khi mà chúng ta từ cầu thang chúng ta đi lên thì là nó sẽ đầu tiên là cái nhà vệ sinh đây. Đó, nhà vệ sinh là thiết kế giống như tầng 2 thôi. Chúng ta sẽ có là cửa nhà vệ sinh là sử dụng là cửa nhôm kính.
sen tắm và sen cây, sen tắm nóng lạnh. Hệ thống bồn cầu nền khối nhập khẩu, và đây là hệ thống chậu rửa lavabo kết hợp với này bàn đá, hệ thống gương, hệ thống phụ kiện inox 304 cao cấp. Và đây là cái khu vực phòng ngủ ở trong tầng 3. Đó, chúng ta có thể là nhìn kỹ hơn chi tiết từ phía bên trong phòng này. Cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng vào không khí. Hệ thống đèn LED kết hợp với lại trần thạch cao. Cửa thông phòng là sử dụng bằng cửa gỗ lim nam phi. Gạch lát nền là gạch granite 80-80 loại 1. Và trên đây là tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4. Thì chúng ta sẽ có là một khu vực là để đặt máy giặt và giặt đồ, một khu vực phòng thờ và một khu vực sân phơi. Với cái diện tích là 33m2 đã được chúng tôi là thiết kế và bố trí vị trí của các phòng rất là hợp lý. Đây, chúng ta có giếng trời để chiếu xuống khu vực cầu thang đây để nền ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà. Đó, thiết kế rất là hợp phong thủy, luôn đầy đủ ánh sáng và không khí. Đây là khu vực là dùng để máy giặt và giặt đồ đây. Chúng tôi đã thiết kế hoàn thiện đầy đủ là cái hệ thống vòi nước chờ này, cái hệ thống điện này để chúng ta có thể là cắm máy giặt. Đó, hệ thống thoát sàn. Và bên trong đây đó chính là cái khu vực phòng thờ. Phòng thờ thì là có cửa ngăn vòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim nam phi. Đây, bên trong là khu vực phòng thờ cũng được hoàn thiện rất là cao cấp. Đó, chúng ta là có cửa thông phòng gỗ lim nam phi này, có cửa sổ là bằng nhôm kính này, và hệ thống trần là trần thạch cao cùng với đèn led. Và tiếp theo đây, phòng cuối cùng đó chính là phòng để phơi đồ. Đây, chúng ta có cửa sổ mở ra bên ngoài đây để lấy ánh sáng, lấy gió và lấy không khí để chúng ta có thể là thông phong và có thể là phơi đồ. Cửa ngăn là dùng là cửa nhôm kính. Đây, mọi người có thể quan sát, chúng ta có thể thấy là cái khu vực xung quanh là rất nhiều nhà cao tầng. Đấy, dân cư ở rất là đông, đầy đủ tất cả các tiện ích, điện, đường, trường trạm. Tôi xin nhắc lại toàn bộ thông tin để cho mọi người có thể nắm được. Đó chính là ngôi nhà được thiết kế mới 4 tầng, có hướng chính là hướng Tây Nam, diện tích là 33m2, nằm tại tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.820.000.000 đồng. Ngôi nhà đã hoàn thiện xong và mọi người là có thể chuyển đồ về ở luôn. Chúng tôi là cam kết là nhà có đầy đủ sổ đỏ, đầy đủ giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế. Hỗ trợ mọi người toàn bộ chi phí là sang tên sổ đỏ, hỗ trợ là vay vốn ngân hàng. Mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc là tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Sơn 0981 165 581 hoặc 0946 549 868. Mọi người xem video nếu như mà cần thắc mắc hay là cần tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ số điện thoại hoặc comment trực tiếp ở bên dưới video. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản khác cần bán của công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.